Thì hôm nay là ngày ngày 21 tháng 11, bây giờ này là 5 phút nữa là 8 giờ sáng. Thầy dành cái buổi sáng chủ nhật này nó cũng rảnh rỗi một chút để họp mặt các huynh đệ để nói về vấn đề chuẩn bị cái việc từ thiện cuối năm. Mà cái việc từ thiện này nó liên quan một chút nữa đó là cúng dường và từ thiện. Thì cái buổi họp hôm nay thì nó lại thiếu thầy Quảng Khai, là vì nãy là thống nhất giờ giấc, nhưng mà cuối cùng thầy gọi lại là ổng bận, có công việc nó quan trọng cho ổng. Dạ, con có đây rồi. Ủa thầy Có thầy Quảng Khai và cứu thầy Quảng Pháp. Quảng Pháp, quên nó Phạm Pháp, quên nó lộn, xin lỗi. Hai ông hay là lộn. Thì bây giờ cái nhóm công việc từ thiện mình thì còn lại là cái người mà cố cụ từ xưa tới nay là cô Út, rồi tới thầy Khai, rồi Trương, Tú. Thì đó là mấy vị mà tham gia cái công việc từ thiện từ trước tới giờ với thầy. Thì bây giờ trước mắt đó thì nếu như mình dự tính cuối năm để mình biếu quà cho các vị lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn, thì như vậy thì bây giờ tôi hỏi các vị nghĩ rằng cái tình hình dịch bệnh từ đây tới đó các vị có thể đi lại được không? Theo mình phóng chừng mình có thể là nó được đi lại để mình làm mấy công việc từ thiện hay không? Từ thiện thì bây À, giờ con thấy là đi tới đi lui thì con thấy cũng hơi khó, cũng như đi tới lui thì được mà điều nó không có được tập trung á thầy, không có được tập trung đông người. thì vậy cho nên mấy vị mới đi đi tới đi lui để biếu quà cho người ta đó. Như vậy là tất cả các vị bây giờ ở Việt Nam đều được tiếp thuốc cái gì đó, tiếp thuốc hết Dạ chưa? thì ví dụ mình có cho người ta thì mình phải đi tới chỗ. Thí dụ như mình làm từ từ ấy cũng được, nếu như mình để một cái chỗ nào đó thì mình phải phát rời rời ra, thí dụ như mình phát 30 phần thì mình đi từ 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 vậy thì cũng được nữa, là cũng phải từ từ vậy và cách cách ra mấy mét vậy đó, mình cũng sợ người ta lây mình, người ta cũng sợ mình lây người ta, thì mình làm sao cho nó tiện thôi. Thì cũng như thầy có ý kiến thì đưa lên, thì để tụi con bên Việt Nam thì tự sắp xếp cái như thế nào cho nó ổn thỏa. Vậy bây giờ mình hy vọng là tới ngày đó nó sẽ từ đây tới đó nó hơn 2 tháng nữa mà phải không? Bữa nay là hơn rằm tháng 10 rồi phải không? Qua rằm tháng 10 âm lịch rồi. Dạ đúng rồi, Mà qua rằm tháng 10 rồi. mình biếu quà làm sao từ bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng Chạp cho tới ngày 10 rằm tháng Chạp là mình kết thúc trong vòng 10 ngày mình giải quyết cho nó xong. Thì từ đây tới đó là nó còn 2 tháng nữa hả? Cũng như là 50 Chưa ngày hai hơn. tháng Thì chưa tới 2 tháng nữa bây giờ mình giải quyết từ phần thứ nhất á, thì năm nay nó có phát sinh ra một việc đó là mình gọi là mình cúng dường. Thì thôi thì mình là tín đồ của nhà Phật thì bây giờ mình gọi là cúng dường và từ thiện. Chứ cái danh từ bố thí thì mình nghe nó hơi cái vẻ như mình phân biệt quá ha. Mình làm công việc là cúng dường và từ thiện. Thì thứ nhất là phần cúng dường thì có một nhà Phật tử họ phát tâm là họ muốn các huynh đệ giúp cho họ là cúng dường 180 nơi tu hành. Mình nói chứ không nói riêng mà trong vòng 3 năm người ta phát nguyện như vậy. Cho nên như vậy mà thầy mới chia ra là một năm mình kèm theo 60 nơi, 60 nơi thì 3 năm là 180 nơi ở 100 à đúng rồi 180 nơi.
Như vậy thì người ta, cái tấm lòng của người ta, cái vị này người ta ta để dành giống như cái tiền quà cáp, ta ta phát tâm ta cúng dường vậy đó. Cho nên bây giờ mình trân trọng cái tấm lòng của người ta, dầu ít dầu nhiều, thì vì vì lý do rằng là thầy trân trọng cái sự cúng dường của cái đạo hữu đó, Phật tử đó, cho nên thầy nhận để cho các vị đi làm, thì người ta rất là tội, người ta không có giàu có gì đâu, nhưng mà chẳng qua là thôi, người ta thích như vậy. Tại hồi trước người ta qua Mỹ người ta cũng khổ dữ lắm, rồi cuộc đời người ta cũng cố gắng vươn lên, rồi bây giờ giống người ta để dành vậy đó, một ngày đi làm người ta để dành nhiêu nhiêu, cứ năm người ta muốn vậy đó, trong vòng ta nguyện 3 năm. Thì vì lý do đó thì mình cũng không hỏi rằng tại sao không gom lại hay là thế này kia, thôi đó là cái tấm lòng của người ta, mình không có quyền hỏi là tại sao không gom lại cho nó gọn đi chi cho nó cực, phải không? Nó là tấm lòng người ta. Thì như vậy đó, Nhưng khi người ta có khấn hứa. thì thầy có nói trước đó, thôi bây giờ đó là nhờ đạo hữu tín nữ mà phát tâm như vậy, cho nên tôi bây giờ tôi xin vận động thêm, kêu gọi thêm, có nghĩa là giờ là thay vì bây giờ đó có nhiều người ta muốn cúng nhiều cái nơi tu hành vậy đó mà ta cũng đâu có điều kiện, thì thường có cái người khởi xướng đây nè, thì các vị ví dụ như bên Mỹ thì nói giờ cái vị nào có điều kiện thì ủng hộ khá khá, không có điều kiện thì cứ đồng thôi, nơi tự viện viện đồng đô thì 60 nơi thì 60 đồng. Thì như vậy mình gá vô cái phước với cái người này vậy không? Chứ bây giờ ví dụ như giờ giờ các vị muốn cúng cũng đâu có điều kiện mà nhiều cúng nhiều nơi như vậy, thì thôi đây là một cái duyên mà mình gọi là mình hoan hỷ để với công việc của người ta. Thì bây giờ thầy nhận cái phần đó đó, thì bây giờ chia ra cho các vị đi cúng dường. Thì bây giờ người ta có điều kiện người ta đi cúng dường tài chánh, mình thì tùy hỷ theo mình đem cái công quả của mình đi, vậy cũng được cái phước phải không? Mà rồi cũng không cần nói của ai, nhớ các vị nên nhớ là thầy chỉ cần một cái gì, tất cả việc làm vì lý do rằng cái tình hình chung mọi người ta muốn hoan hỷ khi thấy việc làm đúng nơi đúng chỗ, cho nên thầy chỉ cần cái hình ảnh nó lướt qua thôi, hình ảnh lướt qua để là minh chứng là tôi có đi tới chỗ này, tôi có trao cúng dường hay là trao quà như vậy đó, các vị hiểu ý thầy không? Chứ thầy không bắt buộc người ta, mình cúng không bao nhiêu bắt người ta phải đứng đó, ta nói cảm ơn rồi ta phải đứng đó, ta đưa hai tay ta nhận, mình không cần. Thí dụ như có những cái chỗ tu hành đó khó khăn, mình chỉ tới đó, thí dụ như mình gặp vị tu ở ở đó cũng được, không gặp á mình có thể mình đặt nó bàn thờ hay mình bỏ vô cái thùng, yêu cầu giống như mình chụp cho thầy thấy rằng các vị có đi tới đó làm, như vậy là thầy đủ vui rồi đó, và các người cúng họ cũng đủ vui rồi. Thầy nói vậy mấy anh em hiểu ý không? Dạ hiểu. Thì bây giờ cái chỗ nào mà người ta có gọi là tu hành, có thờ phượng thì mình cứ ủng hộ cúng dường. Nhưng riêng á, tôi không phải phân biệt, nhưng mà tôi nói thiệt á, cái chỗ nào mà giàu quá, đẹp quá, thôi mình cũng có nhiêu đâu, mình tới nó kỳ phải không? Không phải mình nói vậy phân biệt, thật ra thôi mình kiếm cái nơi trong sâu á, trong sâu các vị tu ta ở cốc ở am cũng được, miễn sao mà người ta người ta là người người tu thôi, chứ không riết phải chùa to Phật bự, nhưng mà không được mà gom lại cúng trai tăng, tại vì người ta muốn rằng mình đi 60 cái 180 mà năm nay mình chia đi 60 cái cảnh tu hành đó. Thì bây giờ đó thì bây giờ ở Trà Vinh thì thầy đã nhờ một vị thầy làm việc đó là cúng 20 nơi, còn ở Bến Tre thì Úc lãnh vậy là 10, ở dưới quê tôi là 8, là 18 là nhiêu rồi, 20 với 10 với 20 nó đi là 50 rồi phải không, 48. Thì còn lại thì giờ thầy khai với Tú với chú Trương
chưa, nhưng mà có thể hơn cũng được. Nếu năm nào mình cúng hơn thì năm năm tới mình rút nhà bớt lại thôi, miễn sao mà trong 3 năm đủ 180 cái nơi thờ phượng tu hành thì thôi. Thì cái giờ như năm là một năm là cúng 60 chùa thì nói vậy thôi, vậy là 180 chứ mình có thể rồi. Mình cúng 70 cũng sao, cái chuyện mình cúng dường có phước mà, không sao. Nếu mà có hơn thì trong đó thì tôi nghĩ rằng á, không nhất thiết là phải cái chùa của Phật giáo, mà cái gì mà nó liên quan tới có ông Phật là được. Ví dụ như Phật giáo Hòa Hảo hay là đạo Cao Đài hay là hiếu ân hiếu nghĩa, ví dụ vậy. Mình thấy cái chỗ nào ở địa phương mình biết á, mà thấy nó cần thiết, cái sự cúng dường của mình nó có ý nghĩa đó, thì mình cứ tới đó mình cúng dường. Chứ không có nhất thiết rằng là phải Phật giáo chánh tông. Ví dụ như bây giờ hồi xưa tôi ở quê, tôi thấy có những cái nhà thờ, nhà chùa Cao Đài, họ rất là khó khăn, họ ăn chay trường, họ ăn cực khổ và khó khăn lắm. Thì bây giờ mấy huynh đệ có thể mua cái số tiền đó. Bây giờ số tiền bao nhiêu thì tôi chưa có công bố, bởi vì lý do là bây giờ sau khi tôi nói chuyện này nè, tôi sẽ kêu gọi để đóng góp cùng với cái người mà khởi xướng đó. Chứ thật ra người khởi xướng đó là họ chịu toàn thể 60 ngôi chùa đó, thì giàu cho vài trăm ngàn Việt Nam, nhưng mà gom lại nó cũng nhiều, hiểu không? Cho nên vậy. Còn riêng các vị đi làm phước á, thì cái người đó họ cũng nói thẳng là nếu các anh chị đi giúp giùm con thì bây giờ là họ phát tâm đó là của họ, thay vì họ đổ xăng dầu cho quý vị đi giùm làm phước cho họ. Nhưng mà thầy nghĩ cái phần quà đó các vị cũng không cần, thì các vị lấy cái phần đó, các vị mua một món quà trang trọng để gọi là cúng dường. Mình trân trọng gọi là cúng dường đi, mà ngoài đời gọi là biếu cho cha mẹ nên ngày Tết như vậy cũng được. Còn tùy, còn không thì các vị làm sao làm. Nhưng mà tất cả thầy đều có rõ ràng, chứ không có mình không có ngắt nhéo hay là mình làm sái với cái sự tính tâm của người ta. Thành ra cái phần mà các vị đi chia ra đi làm phước vậy đó, đều có cái phần gọi là ta đổ xăng dầu cho các vị đi. Thì thầy nghĩ là cái phần đó các vị đó là giống như cái tâm của mình, thì mình lấy cái đó mình mua một món quà trang trọng cho ngày Tết cho cha mẹ đó thôi. Thì cái đó thầy nói rõ vậy để thôi các vị nói các em đi làm ở không đâu, đi làm vậy phải có này kia, để thầy lên tiếng trước vậy luôn à. Nó lên tiếng rõ cho nó không có chuyện gì mà mang tiếng mang tai, đúng không? Chứ bây giờ chuyện từ thiện là mang tiếng mang tai lắm. Thì đó, thì thí dụ như những cái am cốc như thầy Quảng Khai biết á, những vị tu trong sâu á, người ta chẳng hạn như hoàn cảnh của thầy, thí dụ vậy đó, hoàn cảnh của thầy Khai, thì có thể mình đó mình nhận một phần đó, để đó là ta trợ duyên cho mình, để mình có chút mình mua gạo thóc mình ăn mình tu mà đó. chứ còn cái chùa to Phật bự thì mình không có bao nhiêu, thầy nhắc là không bao nhiêu cho mình cúng đó. Nói câu nó kỳ lắm. Thôi thì chịu khó mình đi kiếm những cái nơi mà thờ phượng khó khăn, còn nhiều cái mặt thiếu kém gì đó thì mình cúng. Rồi mình ghi lại cái danh sách đó, thì nếu sang năm mình tiếp tục, nếu nơi nào cần mình tiếp tục. Thì như vậy thì đó là thầy giải quyết cái phần cúng dường. Thì bây giờ không nhất thiết là 60, nhưng mà có thể 70, 80 cũng được. Có nghĩa là mình nếu mình làm năm nay mà nó được đủ, thì miễn trong vòng 3 năm 180 tự viện thì thôi, hiểu không? Nhưng mà bây giờ trước mắt là thầy chỉ lo 60 thôi. Lo 60. Mà nếu giờ chót á, thí dụ như trước cái ngày mùng 1 tháng Chạp á, nếu như có phát sinh ra thì báo trước cái ngày đó để mình giải quyết tiếp. Có nghĩa là tất cả tịnh tài, tiền bạc mà thầy chuyển về mà để cho các vị mà phân phối ra mà đi làm á, thì là cái ngày mùng 1 tháng Chạp âm lịch.
cái gì cái tới ngày đó ai muốn đi làm trước thì bỏ tiền túi ra tới ngày đó lấy lại, ví dụ vậy. Chứ còn là ngày mùng 1 là cái ngày quyết, gọi là quyết toán hả, quyết toán chuyển tiền bạc. Thì bây giờ về cái tài chánh á, thì chờ tới ngày Tết Tây á, các vị các Phật tử thầy họ họ đi qua thì giống như là ví dụ người này đi người kia gửi, nhưng mà ta ở tiểu bang nào gần nha, gần tiểu bang nào gần ta gửi, là nhất là cái cô mà cúng dường 60 ngôi tự viện đó, ta mới gửi nhờ một người Phật tử gửi gần đó, ta đi qua đây ta cầm qua. Thì thầy trả lại cái vấn đề đó, thì về tài chánh thì bây giờ á, nó có hai cái nguồn thu. Thứ nhất là bên thầy thu, thứ hai là bây giờ nếu những vị ở các cái nước khác á, mà không có cái phương tiện mà chuyển qua cái cho thầy á, gọi là chuyển kinh phí nó nhiều, nó mắc hơn á, thì chuyển thẳng về Việt Nam. Thì như các vị nói hôm rồi á, thì như vậy là ông quản pháp ông chịu trách nhiệm về cái tài khoản mà hôm rồi ông đi mở ra mà dưới sự đồng ý của đại chúng, phải không? Trong đó có đồng ý của Quảng Khai, của Úc Hoàng, của Trương, của Tú, đầy đủ hết. Thì bây giờ vì ông ở Sài Gòn, nếu như mà chuyển về Sài Gòn thì cái tiền cước thuế nó rẻ hơn, nhưng mà về để nó rõ ràng thì những Phật tử nào mà chuyển về nếu mà cúng dường cho chùa thì cái chùa 60 ngôi chùa mà thầy nói đó, 60 ngôi chỗ tu hành đó, thì để là cúng dường chùa. Còn tiền nào mà từ thiện thì để từ thiện rõ ràng. Thì khi đó thì mỗi lần mà ông nhận tiền, ông quản pháp nhận tiền thì đều là nhắn tin chung một cái group để thầy khai, có thể rằng là phụ giùm, giống như hồi trước vậy đó, về kế toán á, kiểm toán á, nó rõ ràng. Thì bây giờ á, đó là nói về mặt cúng dường, là các vị thầy nói gọn vậy mà hiểu rõ hết rồi, phải không? Ví dụ như những cái nơi người ta tu hành, dầu là ta không phải là Phật giáo chánh tông nhưng mà nó có dính líu tới Phật giáo, thí dụ nơi như Hòa Hảo, chùa Hòa Hảo hay là chùa Cao Đài, mà ta cần thiết có người ở trong đó để quản lý, trông coi, để mà tu hành, thì mình dẫn đến đó mình ủng hộ như nhau, chứ không có phải là đi tới cái chùa nào hết, là miễn có người tu, ta ăn chay. Thí dụ như là còn một chuyện nữa, thí dụ như là mà cúng dường cho những cái chùa mà ta hút thuốc nam, dầu rằng đó là nó không phải cái phái của Phật giáo bên gọi là chung với màu cờ sắc áo của mình, nhưng mà người ta vẫn là thờ Phật, người ta vẫn làm phước. Hay nói khác hơn là cái những cái chùa về tịnh độ cư sĩ đó, mấy anh em biết không, người ta chuyên về làm thuốc nam đó, thì mình tới đó mình có thể mình thí dụ như vậy nè, nếu các anh em có thể thấy cái người quê mình đó, họ nghèo cho nên họ đi chặt thuốc, thì quý vị cũng có thể lấy số tiền đó ra, quý vị bỏ, quý vị mua thuốc, quý vị chở tới đó cũng được nữa, miễn làm sao mà mình làm phước, mình làm bằng cái tấm lòng của mình là được. Thí dụ như cái chỗ chùa hút thuốc nam ta làm từ thiện, thì mình lấy cái tiền đó, nếu mình có thời giờ mình nói xin lỗi là thầy dùng đúng danh từ đi, mình mướn những người nghèo á, họ đi tìm những cái loại thuốc, họ chặt, họ phơi, họ đem họ bán cho mình lấy cái đó mình đem lại cái chùa hút thuốc cho bá tánh cũng được nữa, đúng không? Miễn làm sao mà 60 cái phần cúng dường cho các cái chỗ cho chốn tu hành làm phước này nè, nó tới là được rồi đó. Cho nên người ta tin mình một cách tuyệt đối thì mình phải làm bằng cái chân thành. Có lúc cũng phải cần cái hình ảnh minh chứng, nhưng có do những lúc nó phải quyển chuyển, mà quyển chuyển đây nó lấy cái số, cái lợi ích cho cái số đông đó. Cho nên như vậy thì 60 cho tới 70 cái phần cúng dường cho các chỗ chốn cho tôn nghiêm tu hành thì các huynh đệ phân chia ra, sau đó các huynh đệ lấy
cái thí dụ như thầy từ đây tới đó có thể mình còn hai lần mình gặp nhau, cái lần để mình gặp nhau để các vị báo cáo tình hình, một lần cuối cùng để là thầy thầy trò huynh đệ quyết quyết lại hết cái số tiền. Đó là cái chuyện cúng dường, nó rõ ràng. Nếu các vị mà nghe không rõ thì có thể nghe lại, thầy có ghi hình trực tiếp riêng đó, thì nghe lại để những gì thầy nhắc nhở cho nó rõ ràng như vậy. Cái điều thứ hai là vấn đề từ thiện. Thì như dự tính của thầy thì ban đầu thì dự tính chỉ phát biếu khoảng 300 phần quà thôi, nhưng bây giờ có thể lên 500. Lên 500 là tại vì lý do đó là thứ nhất là tiền của thầy hứa đó là trước mắt là phần của thầy đóng góp trước, như gì thầy hứa là thầy sẽ làm. Đó là cái công của thầy trồng trọt trong cái mùa hè vừa qua đó, thì như thầy nói là thầy cúng dường hết vô cái vấn đề từ thiện cho các người nghèo, thì phần thầy 2.000 đô, thì thầy cái đó thầy không đụng tới, dầu thầy làm nhà nó thiếu nhưng mà thầy cũng giao cái phần tiền đó, thầy bán được bao nhiêu là giao cho bác đang giữ đó, cho nên thầy không đụng tới, hãy cần là ông chuyển thôi đó. Thì như vậy thì cái phần đó dầu rằng thầy giao cho ông có 1.600 mà nhưng thầy phải bù 2.000, là tại vì mấy ngày cuối năm cuối cùng của cái mùa hè mùa trồng trọt đó là thầy đi làm, cho nên có nhiêu thầy cho hết rồi. Cho thì thầy thiếu 400, nhưng mà đó là các anh em đừng có lo, là thầy hứa 2.000 là thầy lo 2.000, tại vì thầy cho chứ thật sự người ta cũng cho tiền lại thầy không, thì thầy cũng bù vô đó thôi đó. Thì đó là phần của thầy. Còn phần của một Phật tử hồi xưa thầy có nhắc đó là người ta gửi trước cho thầy đó là 1.000 đô, trong đó là 500 đô là mua dầu xanh, 500 đô là từ thiện, người ta gửi hơn cả nửa năm nay, nhưng mà thầy không thể phớt lờ cái tiền đã được. Chính mấy hôm nay thầy có confirm có nghĩa là thầy gọi lại thầy báo là thưa cô, là cái số tiền hôm rồi á là tôi có nói là cuối năm, và bây giờ sắp sửa cuối năm tôi xin báo trở lại là số tiền đó tôi vẫn là giữ cho cô rõ ràng, thì bây giờ tôi xin báo là cho cô biết là coi như cô đã đóng góp cuối năm rồi nghe. Thì người ta mới nói rằng không có tiền đó đưa thầy làm gì thầy làm, con không biết coi như con quên rồi, nhưng mà mình phải làm cho ra rõ ràng. Rồi chú Phước thì hôm rồi có đưa trước cho thầy 500, như vậy là thêm 1.500 nữa là 3.500, bởi vì thầy 2.000 cái đó là 3.500 đó. Thì bây giờ mình chưa nhắc lại cái số tiền nhỏ là cái tiền quỹ của thầy mà thầy cho vô hội, thì cái nhóm từ thiện thì đừng khoan hãy nhắc, chừng nào không đủ thì hãy lấy cái đó ra. Còn bây giờ phần của Chương á thì lo cho cái em ở với Cà Mau đâu như thế nào, báo cho các anh em cùng nghe và mọi người nghe, chứ thầy thì thầy biết rồi mà Chương báo rồi. Dạ thì cái em tiền ở Cà Mau á là hôm trước con nhận đợt đầu á là con gửi 6 tháng rồi. Cái đợt sau này nữa là gửi thêm 3 tháng nữa. Tức là nếu mà như lời hứa ban đầu của thầy á là còn một đợt nữa là 3 tháng là mình đủ một năm á. Nhưng mà cái tình hình thì con thấy cũng không có cải thiện gì. Cái này thì nếu quấy thì thầy tính lại, có thể là mình ngưng hay là tiếp tục gì đó thì để tính sau, nhưng mà tôi thấy tình hình này nó cũng bình thường, không có cái gì tiến triển hết. Với lại cái hoàn cảnh của em đó thì cũng khó khăn, rồi cha mẹ cũng bệnh gì đó. Nếu mà mình giao số tiền đó thì thật sự á bây giờ luôn con cũng không biết là em nó có áp dụng cái số tiền đó để đi vật lý trị liệu giống như là cái lời hứa ban đầu hay không đó. Cho đó là ví dụ như thầy giờ muốn ngưng á thì mình có thể bàn bạc lại để dễ thôi. Mà ông chị đó là thầy hứa 1 năm hay là sao? Dạ, ban đầu thì thầy hứa 1 năm chị. Thầy hứa 1 năm thì thầy cho 1 năm đi, nó sử dụng vì mục đích gì thì cũng chạy nó đi đó, chứ mình đâu ngưng gì được. Thì tôi cũng nghĩ vậy đó. Thôi, thì nhưng mà cái lời hứa của tôi, nhưng mà thật sự là cũng là tiền của mọi các Phật tử ủng hộ thôi. Là có một cái Phật tử cùng có người vợ cùng quê ở chỗ Chương á lo, chứ cũng phải của tôi. Tại vì các vị nói rằng là thôi cái giấy thay vì con cúng dường cho thầy
thì thầy khỏi lo tiền đó, cũng như con cúng cho thầy đâu thầy lo vậy đó, cho nên tôi không có. Rồi có thêm một cái cô nữa là ở bên Cali á, thật sự có mỗi tháng cũng hộ một chút thôi, nhưng mà nó cũng là vui. Vui là cổ khả năng cổ giống như vài đồng vậy đó, cổ làm thì cổ hùng vô đó. Thì thôi bây giờ mình hứa trọn vậy thì thôi, còn 3 tháng nữa mình đã đi tới 9 tháng rồi, có nghĩa là 3 Dạ phần nghe 4 đoạn đường rồi, thì mình cứ biếu cho em đó. Còn nếu em nó mà có hiếu với cha mẹ mà cha mẹ cũng khổ quá thì em nó để lo cho cha mẹ thì cũng là điều tốt, đúng không rồi, gì hết, chứ nó đâu có ăn xài, nó dạ nằm cái chỗ nó xoay sở đâu. trong gia đình. Nhưng mà mình mừng cái điều á là sau khi mình lên tiếng như vậy đó thì có một cái nhà hảo tâm họ xuống họ sửa lại cái nhà ở đàng hoàng lắm, cho cha mẹ nó cũng mình cũng mừng nữa. Rồi á là đúng ra cái cảnh đó thì cái mình các chị nên nhớ một điều á, cái khổ nó vậy đó, nó khổ nó lâu ấy, cả chùm vậy đó phải không, chứ đâu phải Đúng rồi. đó, các huynh đệ biết á, mình phải hiểu cảm thông được cái nỗi khổ của một cái đại gia đình nào đó, nó kéo cả chùm vậy đó, chứ nó không có như, bởi vì mình không có khổ cho mình thấy cái gì nó cũng bình thường hết á, người ta khổ thì thôi mình hứa 1 năm lo cho tròn 1 năm. Như vậy Đúng thì cô Út thôi chuyển bây giờ cho tôi mượn đi, rồi tôi sẽ chuyển lại là trả lại cho Trương. Như vậy hổng Trương đã đưa nó 10 triệu thì còn lại 8 triệu nữa phải không? Vậy thì trước mắt cái nào ra cái đó Út trả cho Trương 10 triệu tôi nha. Đó rồi Dạ. tôi sẽ tính lại Út, rồi tôi sẽ gửi Vâng. về về cái việc nào nó ra việc đó đi, để cho Trương nó có, mà rồi 3 tháng sau nó chi tiếp á. Như vậy là còn một lần Dạ. nữa là 8 triệu thay vì 9, nhưng mà mình đã chuyển trước 10 triệu thì coi như xong. Thì Giờ là con chuyển cho chú Trương 10 triệu phải không? vâng, rồi chú Trương đã chuyển nó rồi đó, chuyển À, rồi chú mà tôi Trương chưa. bây giờ là con chuyển con trả lại cho chú Trương Dạ 10 triệu, là mời Trương nhắn cái số tài khoản, hồi xin Trương nhắn cái số tài khoản qua cái máy Út nha. dạ dạ đó, thì như dạ vậy là tôi nhắn ngay luôn. còn lại 8 triệu là bao giờ mình mới chuyển nữa? Là tới tháng 12 đó thầy. Vậy là cũng là tới luôn á hả? Dạ còn tháng tháng sau Ừ. á. Vậy thôi chuyển luôn đi. Không thì để trả 10 triệu đi, rồi ông có chuyện tính chứ chưa chưa trả ta rồi hiệu ứng hoài thì nó tới đó. Rồi Không không có, ví dụ như giờ mình chuyển luôn 18 triệu cho chú Trương đi, rồi đặng chú Trương ở bển chú Trương đưa luôn chứ thì sao tùy ốc, mà nếu có có tốt, không. trời ơi, đại gia lúc nào có tiền sẵn tốt quá. Đâu phải, cũng như từ thiện, con nói thầy nghe à, cái người mà người ta bệnh tật á thì mình cho được người ta đó, trong cuộc sống nhầm khi người ta không có ăn được miếng ngon đi chăng nữa, mà người ta làm được một cái gì đó thì người ta cũng mãn nguyện cho cuộc đời của người ta, nên ra những mình cho thì mình cho thì người ta cũng nằm đó, người ta suy Thì nghĩ cũng là ta xong. còn nhiêu đó nhiêu đó gì đó, Thì chứ cũng tội cho người ta. hồi xưa ông nhớ mình lo cho cái ông mà cái mặt bị nám đó, nhớ không, mặt ăn đó, Dạ thì mình cũng hứa dạ năm mình đưa đủ, mà mấy tháng ông chết thì cái tiền đó mình cũng để lại cho con cháu của ông, nó chuột nhà chuột cửa thì mình cũng làm mãn nguyện mình rồi, cái gì mình hứa. dạ Chứ người ta bệnh tật mà mình làm không trong cái rủi, người ta có cái chuyện gì cái mình mắc nợ đó nguy hiểm lắm. Thì vậy là dạ coi nguy như hiểm phần phần chú Trương đã xong. Thì bây giờ cái vấn đề trả lại từ thiện thì bây giờ quyết định là năm nay biếu quà cho, thứ nhất là người già, thứ hai là người tàn tật. Và bây giờ theo thầy có ý kiến cũng không phải là phân biệt, nhưng bây giờ kỳ này mình biếu á, nhớ những vị mà bị cái giai đoạn mà bị giai đoạn bệnh bệnh mùa dịch đó rất là khó khăn, mà nếu những vị nào mà có được cái tiền lương á thì thôi mình xin nhường lại cho những vị mà người ta không có được cái tiền Dạ lương, đúng rồi. thì cho những vị mà nghèo, thật sự nghèo mà không có cái được cái sự mà lãnh lương hàng tháng Không có cái mức thu nhập không có thu nhập á, thì cũng như mấy ta vấn đi đề làm mà công ty của người đó đã nghỉ đi thì không, người mình không ta có biếu người túng trẻ, thiếu mình thì biếu cũng người già, tốt quá đó, người già với người tàn tật. Thì như vậy là mỗi một phần quà như vậy già đợt là dịch để chết hết đâu còn nhiêu đâu. hả, Già đợt dịch thì ta đâu chết hết đâu đâu còn chứ nhiêu. đâu có đó, vậy ta nói mình tuyên truyền vậy bà, tao Con bắt thấy đâu đầu phải, đâu có kỳ thị thì mình cho hết già tới trẻ. đồ.
chứ con thấy giờ trẻ nó còn khổ hơn ôm con hai ba đứa. Thì bây giờ tùy coi à, thì bây giờ một phần vậy đó thì là quyết định là trước mắt là ở trong miền Nam á, là tôi giải quyết là 300 phần thì phần bây giờ không phải là cái gì cũng nói Trà Vinh, nhưng mà tôi có lời hứa là ở Trà Vinh là 100, thì như vậy thì nhà vị thầy kia là 50 phần, nhà chương 50 là thấy 100 rồi đó, rồi còn lại 200 thì còn thầy khai bao nhiêu phần phải báo. Thí dụ giờ giờ Phan đã nói là giờ để suy nghĩ tới kỳ họp thứ hai á, báo à thầy khai cần đi đi được tới tận nơi là khoảng bao nhiêu phần, rồi tố bao nhiêu phần, ốp bao nhiêu phần, thử rồi mình trong vòng á 200 phần đó mình chia ra. Còn ngoài miền Bắc á là 200 phần, nhưng miền Bắc á thì do một vị sư bà họ đi tận nơi đi tuốt ở những cái vùng sâu á, thì như vậy thì tùy nơi sư bà, miễn sư bà thêm bớt gì, sư bà bỏ tiền hay hoặc sư bà bỏ tiền túi, hoặc là sư bà vận động thêm là cái chuyện của sư bà. Còn phần tôi thì tôi kêu gọi ủng hộ 200 phần là chắc chắn, miền Bắc 200, miền Nam 300. Thì thí dụ như bây giờ về phần Tú, thí dụ như thầy mượn là nhân chứng vụ Tú á, nó về cái khu vực con á, thì nếu mà thầy cho mấy chục phần thì con thấy tội nghiệp có nhiều vị không đủ, thì giờ phần 500 ngàn đó Tú xé ra, miễn sao mà tới tay người ta thôi, đặt Tú nhắm Tú xé ra. Thí dụ giờ thôi bớt lại, thay vì một phần 500 thì Tú bớt biếu 400, thì còn lại 100 thì 3 phần được thêm phần nữa đúng không, 3-4 phần được thêm phần nữa, đó là tùy. Đó. Nhưng mà tất cả như thầy nói rằng là mình làm đây, thứ nhất mình không mang cái danh nghĩa một tổ chức nào hết, về chính trị cũng không mang danh nghĩa, về luôn cả về tôn giáo cũng không cần nói của Phật giáo nữa, miễn làm sao mà tới tay người khổ là nó vui rồi. Chứ còn không nói là tôi cho quà, tôi nhắc hoài, đừng nói cho ráng niệm Phật đi, ráng niệm Phật cho hết khổ kìa. Thấy nhiều người làm cái đó tôi mắc cỡ hết sức kìa. Rồi vậy ta niệm Chúa ta hết khổ hả? Thôi thì đừng, cái không cần biểu người ta gì. Đã người ta khổ thiếu mà yêu cầu cho người ta có, người ta ăn người ta mừng rồi. Còn mình cho có phần quà, ăn có 2-3 ngày, biểu người ta đủ thứ, người ta niệm bệnh bà, tẩu hóa nhập ma lên rồi. Ta còn còn khổ nữa phải không? Thôi đừng có đem cái Phật mà. Bởi vì nói vậy nên thành ra bà bạn con bà lại bà khóc với con, bà nói bà nắm cái áo của Đức Mẹ mà sao không giúp bà. Con nói trời ơi, mới lại có một lần cái kêu Đức Mẹ giúp sao giúp được chị. Mình cứ như, mình cũng như là mình tín ngưỡng về cái tư tưởng của mình thôi, chứ mình phải tự lực gánh sinh, chứ Đức Mẹ nào ban cho mình xuống vàng bạc đâu. Đó, cho nên không có cần tuyên truyền tôn giáo, đạo giáo, rồi càng không dính líu tới một tổ chức chính trị nào hết là khỏe nhất. Như tôi nói thẳng là biết rằng nhiều người họ không mến tôi nhiều mặt, nhưng mà tôi nói không cần thiết, đã ta không mến mình rồi đem tên mình ra ta ghét thêm làm gì. Nhưng mà yêu cầu nó có cái hình ảnh, rồi sau đó mình mới thu thập lại hết, mình làm một cái video để mình đăng lên, à đó mình có làm rõ ràng cái số tiền này được bao nhiêu người ta ủng hộ vậy đó, cho tao thấy tao vui, tao thấy mình làm nó rõ ràng. Rồi bây giờ bên thầy là không có cần sao kê đó nha, tại vì cái hội thầy đó, cái hội này nó có giấy tờ đàng hoàng à, cái hội này là thâu ra thâu vô là tiền nào nó rõ ràng, là cho nên không có sao kê rồi nha. Thầy nói trước. Định biểu con sao kê, con không biết đường sao kê. Thôi nhưng mà nói vui thôi chứ. Cái việc của mình làm á, nó bằng á, nhỏ xíu so lại mấy đại gia, thầy trò mình làm, nghe nó, nghe hộp đồ dữ dàng, chứ thật sự đâu bằng mấy nhà giàu đó. Thấy không, nhà giàu bỏ ra 500 triệu, 1 tỷ bình thường, còn mình gom của... Thì ít, nhiều gì cũng vậy, thì thí dụ ít mà thầy... hết tấm lòng của thầy thôi, chứ đâu có phải mà thầy có nhóc mà thầy cho nhiêu đó đâu. Đâu phải vậy, thì cũng như có nhiêu cho nhiêu, chứ Phật tử người ta có nhiêu ta dính nhút ra người ta để cho chia sẻ người chút thì cũng là cái quý rồi. Cho một cục bự chảng mà bắt làm chuyện này chuyện kia thì cũng nhiều cái nó để phức tạp lắm. Thì thôi, thì vậy đó, thì
Bây giờ luôn cả Úc đi cho Úc cũng không nói của nhà hảo tâm của Mạnh Thường Quân thì không cần nói trên á, miễn tới trò chụp không hình cái nói cách cái ta tưởng cứu con thì không sao cũng được, con nói tưởng cứu con có chết con luôn không sao, người ta tưởng ai tưởng, cứ mình biết người ta là mình cảm ơn, nhớ là mình biết người ta mình cảm ơn người ta chứ không để người ta cảm ơn mình là được rồi. Với hai nữa tôi nhớ nói đây tôi đâu tôi nhớ tôi đó hồi đó nhớ làm từ thiện á. À, ai vui vẻ mình mới làm, ai mình ghét mình không cho cũng mang cái tội đó nha. Hả, nghèo là mình đâu biếu đâu được. Chứ đời cái người người đó ở xóm là nghèo thấy mò mà người ta gây lộn với mình, cái gì mình ghét mình phân biệt mình ôi cái mẹ đó vô duyên không cho không được. Nhớ mình thứ nhất cái nếu mình cởi mở được á, nhờ món quà đó mà để cởi mở được cái quán thù. Thứ hai là mình tập cái tâm mình cho nó nhẹ nhàng, chứ đừng nói thôi con của bà đó nó chảnh với tôi lắm cho nên ghét không thèm cho không được, cho hàng ta nghèo là cho thật sự rồi. Vậy là còn gì để hỏi nữa không? Rồi bây giờ bữa nay là buổi đầu rồi, sau một tháng nữa đó mình họp lần nữa để báo cáo cái tình hình, rồi cuối cùng là quyết toán lại là trước cái ngày mùng một tháng chạp để mà chuyển tiền. 1 tháng chạp là ngày đó chuyển tiền các nơi cho các chị làm. Rồi còn gì thắc mắc nữa không? Dạ không, thì nói sao thì tụi con làm vậy thôi. Nên chú Trương với lại Tú đâu có ý kiến gì không thì ý kiến lên. Chứ con thì thầy giáo con không sao thì con làm vậy. Con làm vậy. Dạ. Không có ý kiến gì à. Vậy mời chú Trương gửi cái tài khoản qua cái lúc chuyển tiền cho bạn, cho gửi cho chú đó rồi giờ trả lại cho chú Trương với 8 triệu đó. Thì trong đợt dịch này thì thôi kệ, gửi ta hơi sớm một tí cũng được, bởi vì trong đợt dịch này có khi người ta đói, người ta không có như vậy là một năm như vậy là mình đã biếu là 36 triệu đó hả chưa? Một năm đó nè, hơn cái hả? Tại hôm trước mình 39-27 mình chỉ mới 3 đợt không thì tất cả trên là 36 triệu chứ gì. Dạ à, lúc đầu nữa thôi về cũng mừng, kệ đi chú nó. Nếu nó thương cha thương mẹ nó giúp cho cha mẹ nó, bởi vì nghe đâu ông cha bệnh cũng nặng, thấy sao hoàn cảnh nó tội quá, có nhiều người sao mà con nói vậy khổ lắm đó, thầy nó kêu dịch này con thấy ai cũng khổ, con cho biết chắc con cũng tiêu luôn. Cho nên tình cờ tối tôi nghe lại cái bài giảng của tôi mấy năm về trước á, không biết hồi đó sao mình đã ứng dịch COVID hổm dài đi mua thuốc biết bao nhiêu tiền. Tôi thấy tôi cái năm tôi nhớ mấy năm trước tôi cứ ứng khẩu tôi nói, mà không biết lúc đó tôi nói dựa ở đâu. Tôi nói mình có cái gì đó, mình cầm được cái gì trong tay mình là mình may mắn hơn bao nhiêu người. Mình ráng cố gắng. Nói chung là à, bây giờ đợt dịch này mẹ con còn gặp nhau được thì thôi mừng. Bây giờ cái dầu, cái vụ mà 500 tiền dầu xanh là bây giờ làm sao đây nè. Giờ ta gửi mua dầu là phải mua dầu hay làm sao mà nếu có 500 đô la tiền dầu xanh thì so lại 300 phần quà đâu có thấm vào đâu hết ta. Okay. Đâu có thấm vào đâu đâu. Thôi vậy mình để cho tiền ta đi thẻ. Năm nay khổ lắm, giờ làm gì? Chia ra hết đi. Chia để cho tiền ta với lại giờ bệnh nè, con nói thẳng ra nè, giờ mà bị COVID, bị F0 rồi về nhà rồi nó đau nhất, con nói thiệt đó hả, phải mua thuốc uống, không mua phải mua cái loại mà nhức xương khớp á, uống 2 triệu mấy chai á, mà hôm đang mùa dịch là con phải mua 4 triệu mấy chai. Mua cho hả? Mua cho đó, mua 4 triệu mấy chai, con mua biết bao nhiêu thuốc mà nói cho đặng cho người ta về rồi cái người ta bị đau nhức khủng khiếp lắm đó thầy. Ghê lắm, tội lắm. Rồi hôm đợt dịch đó con mua không có người ta, con người ta mua giùm cho con 4 triệu rưỡi chai thì cho con cũng mua luôn. Thấy uống cái đó là trong vòng có 15 ngày là người ta khỏe, người ta hết nhất, người ta đi mần được thôi, con cũng cảm ơn trời đó. Thì thôi vậy đó, nhưng mà vậy thì Úc thấy các vị thấy mình làm vậy mình mạnh khỏe là mình mừng rồi. Thì đó, bởi vậy con cũng nói vậy. Đó chứ bây giờ các vị nghĩ coi, tất cả thầy trò mình bây giờ ngồi đây vững dưng về là mình may mắn dữ lắm rồi, thấy không? Đã may mắn hơn ta nhiều lắm rồi thầy. May mắn được. Nhìn vậy kỹ lại coi, con đứa nào cũng con cái còn nhỏ,
ở trên nó chỉ có thầy khai không có thôi, còn với mấy ông thầy tu không có thôi. Ở ngoài đời con cháu đầy đàn này đóng còn nhỏ không, vậy là mình may mắn lắm rồi, mừng rồi Ở xung quanh con thấy trời ơi sao khổ không? Thằng Trung sao vậy, giờ nó cầm đất hết trơn luôn. thôi đừng nói tên ra, tên ai ta nghe ta buồn. Ở chợ chết mẹ quên. Đừng Thôi xin lỗi, sao ghi khúc này cắt được không? Chết mẹ rồi. đừng nói tên Không quên. ra. Chết mẹ Không sao, nói thì Chết không mẹ mà rồi. thì Khúc này cắt, Út nói vậy là cắt Út phải tìm cách Út giúp đỡ anh ta. Tại hôm rồi thấy em nó có nhắn tin qua tôi mà thấy tội tôi không có trả lời được, là vì tôi đâu có nào Trời, lúc con thấy tội tôi đâu với có ông vợ điều chồng kiện đó, đâu, có thấy những cái đâu có điều kiện, mình nằm thinh chứ biết nói diễn giờ. Thôi thấy rồi vậy thì tội cái nữa buổi ở đây ông Quảng Khai có hả? kiến gì không? Dạ không thưa ơi. Vậy là phần ông thì coi coi các cái am cốc ở đâu biết huynh đệ tu hành mà ta khó khăn thì cũng ghi cái danh sách đi rồi trình lên rồi phải giải quyết ha. Nè nè ông nói vô thuốc rồi đó. Rồi vậy thôi thì chúng ta nghỉ ha, thì là Dạ. cố gắng thầy cũng chúc lành đến hết mọi người thì quý vị ráng giữ cái tâm cho nó tốt để cuối năm mà mình làm điều phước. À, nếu mình làm sớm á mà tình hình nó tốt cái năm nay tôi muốn một chuyện nữa biết không, dù là cuối năm mà cho các cái phần cơm mà những người mà ở lại bệnh viện năm rồi mình làm không được á, không được cái là cũng Dạ. làm điều khác mà sao tôi áy náy chừng đó hoài. À Sao thầy làm cái gì? tôi thích Cho cơm. cái chuyện mà cuối năm mà ngày giáp Tết mà những người bệnh nhân người ta còn ở lại bệnh viện đó, mình đi Dạ mình dạ. biếu ta đó, năm rồi làm Tặng không mình được cho á. đồ ăn ấy em, tặng mình cho đồ Ừ ăn ấy em. mà năm rồi làm không được đó, tôi áy náy hoài tới giờ này. Tôi dầu là mình làm điều khác nhưng mà sao tự nhiên trong lòng mình giống như mình còn thiếu sót vậy đó, thấy không? Thà đừng nói lên, Dạ. thành ra nếu mà cầu nguyện cho mà cái dịch bệnh mà nó qua được á vào cái dịp cuối năm âm lịch, nói thì nói chứ làm sao mà bao giờ mà bệnh viện mà nó trống người ở đâu, chứ không phải thầy nói về thầy mong có bệnh nhân mới không. Nhưng mà trên đời Dạ. này á đâu có cái bệnh viện nào mà Tết không có người nào, nó là cái gọi Dạ. là chân lý muôn đời rồi, hiểu không? Dạ. Còn thầy Quảng Dạ, Khai thì mình coi coi dịch các bác rồi. hả, Dịch bệnh này mình diễn nó khó luôn. không thì ý thầy cầu nguyện, thầy mình cũng cầu nguyện cho cuối năm nó hết vậy đó, thì cứ mong Nhưng vậy mà đi khó lắm. hả. Không biết chừng nào mới hết. Giờ ở dưới đây Khó giờ thôi, tôi thấy nó đang bùng dịch quá trời. nó vậy hoài đó, đâu có gì đâu. trời ơi Nó buồn ở miền Tây quá nè. Quá trời, bên Úc giờ quá trời. mình Xung Úc quanh nhà con mình mà còn bệnh không chứ. hả, Mình con có còn ngại cũng gì hai ba ngồi con trong Úc. đây không? Con ngồi trong đây không? Con không có đi ra, con sợ. Ta bệnh không về hả? Còn bị di chứng chứ đâu phải không đâu. Đúng rồi chú ơi, di chứng nó nhất khủng khiếp lắm, nó nhất mà nó khó Trẻ thở luôn nữa. nghe con, cái này tôi thấy thực tế đó, tại vì xung quanh con nó bị Nó ghê lắm, nó về bị gì? Con có bà cũng chị không con mặn đâu, cũng như là làm nó cũng đâu như hồi xưa đâu. trời ơi, bà về bà nhất thì sao mà nửa đêm rồi ăn cái kiểu gì mà ăn ụp ụp đo, cái điều ụp cái nồi cháo vô họng, cái gì cộ rồi đói kiểu gì dữ Có điều chích chích ngừa rồi thì còn cơ hội sống, nhưng mà không giống như vậy lên bà bị xong nó xíu cũng đâu có khỏe đâu. Bà lối rồi cái bà gì khó thở, nó tại cái sao người ta cho nào bà chứng xính vậy? diện con cũng không biết. Ủa rồi rồi bên bển là quý vị chích mấy mũi hết rồi, hai mũi hết rồi hả? Còn Con mới hai mũi mũi à? hết. Thầy chắc Đúng, chích của đi đi làm FK nên chưa? phải có mũi phải không thầy? Bây giờ Không biết tôi chích có mỗi giờ tôi cũng tôi bên đây không có chuẩn bị đi chích thêm nè. Thì hôm trước tôi thầy đi sợ. chích đi, đâu có gì đâu, Không, nhưng không phải bị sau sao, 6 không tháng chứ có mới chích chích được. cho Tại đâu gì vì đâu, đau đau chút xíu mà. không, tại Đâu hôm có rồi gì tôi đâu, chích cái loại nên thuốc tôi cũng khác. sợ vậy đó. Là bây giờ chuẩn bị Thuốc chích trở gì? lại. Hả? Hôm rồi tôi chích Chích loại thuốc thuốc. gì? Loại thuốc mà nó chích con muỗi đó. Rồi bây giờ nghe nói Chích chân xanh, có thể là chích chân xanh, bây giờ chích con muỗi à? Đúng 6 tháng rồi, đó sau đi đó. chứ. Đó Đúng thì rồi, đi 6 tháng sau chích tái lại. chích lại. Còn con ở đây hôm bữa đó là con sợ quá, con chích gì của Badocel gì đó, của Trung Quốc á. Badocel chích. Thôi thì giờ thôi, Bên con cũng Badocel muỗi. trời kêu ai tới Lại dạ cái chích đi chứ không chích ghê quá chú ơi, sợ đi. quá. Kệ chích đại vô đi. Chết chóc gì vậy thì cũng chích luôn chứ, giờ mình thấy giờ Đang không có thấy chích là Trung Quốc nó đâu có chết đâu, bình thường mà. Ừ.
bà thấy thuốc Trung Quốc cũng được, Thì thấy nói bà chứ, cũng ăn được cái chất của nói đi nói lại thì bây giờ hồi xưa mình giống như là hồi xưa mình đánh chiến tranh đánh Pháp thì thật sự mình đánh gọi là thực dân Pháp, chứ mình đâu có đánh đế nguyên cả một đất nước Pháp, phải không? Mình đánh những thực dân. Thì Trung Quốc thì tôi nghĩ cũng vậy, đâu phải ai cũng ác đâu, do cái vô số nào đó thôi. Thì giống như hồi xưa mình đánh Pháp, mình đánh thực dân Pháp vậy thôi. Rồi thôi vậy mình nghỉ ha. dạ dạ Rồi. yeah. Rồi.